Xin chào bà con, xin chào quý các bác anh chị, xin chào các bạn. Hôm nay thì Lâm sẽ mang đến cho quý các bác anh chị, bà con mình và các bạn một dược liệu cũng rất là quen thuộc trong đông y. Dược liệu này trị bệnh cho chúng ta rất là tốt, đặc biệt các cái bệnh viêm nhiễm, kể cả viêm nhiễm do virus, vi khuẩn. Thì cây này có tên gọi là cây xuyên tâm liên. Đây, bà con có thể cùng Lâm quan sát ha. Hình ảnh hoa của nó thì như thế này. Đó. Lá của nó thì bề mặt trên, bề mặt dưới. Đó. Thân của nó thì là thân của nó là thân có cạnh nha bà con. Đó. Cách nó phân bố như thế này. Thì cây này được rất là nhiều các thầy thuốc người ta sử dụng trong các cái bệnh, ví dụ như là viêm song mãn tính nè. Rồi, viêm phổi. Rồi trị cái bệnh viêm gan B và một số người bị bệnh viêm nhiễm ngoài da, bị mụn nhọt. Rồi, người nào bị viêm phổi, viêm phế quản mãn tính thì cũng dùng cây này. Thì trước tiên thì Lâm muốn mời quý cô bác anh chị và bà con mình quan sát rõ cây xuyên tâm liên ha. Đây, hình ảnh rất là rõ, Lâm cũng cố gắng quay thật là chi tiết để cho bà con mình nhận biết ở ngoài tự nhiên. Cây này thì chúng ta dùng toàn thân, sau khi thu hoạch về thì chúng ta sẽ dùng toàn thân luôn. Kể cả hoa, rồi lá, thân cây và rễ. Nếu như bà con kỹ thì chúng ta có thể bỏ phần rễ ha. Chúng ta chỉ sử dụng phần cây thôi. Thì sau khi đã thu hoạch được cây thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rửa sạch. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là sau đó chúng ta sẽ cắt đoạn ngắn ngắn ra, chúng ta phơi trong bóng râm để cho nó khô dần rồi chúng ta bảo quản. Cụ thể thì đối với những người mà muốn thanh nhiệt, giải độc cơ thể thì chúng ta sẽ dùng cây xuyên tâm liên này với liều lượng là 30g khô. Thì bà con sẽ đun với 1 lít nước. Khi nào nó cạn còn 700ml thì bà con sẽ tiến hành tắt bếp và chúng ta chia lượng nước ra chúng ta dùng. Bài thuốc này nó sẽ giúp cho chúng ta là giải độc cơ thể, thanh nhiệt, giải độc cơ thể rất là tốt. Nó bồi bổ cái chức năng cho gan. Cái này thì khi chúng ta dùng vào thì nó sẽ bổ gan, lợi mật. Điều hay nhất của nó là nó trị các cái bệnh viêm nhiễm trên các cái bộ phận cơ thể chúng ta, kể cả viêm nhiễm do virus, vi khuẩn. Cho nên ứng dụng trong y học, cây này thì dùng trị rất là nhiều bệnh. Viêm son, viêm dạ dày, viêm phế quản đều dùng cây này. Rồi, viêm da cũng dùng cây này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các bài thuốc mà cây xuyên tâm liên này nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc điều trị các cái bệnh viêm nhiễm cho chúng ta ha. Đối với những người nào bị viêm gan B ha, viêm gan siêu vi B đó bà con, thì chúng ta sẽ dùng 15g cây xuyên tâm liên này ở dạng khô. Chúng ta kết hợp với 25g cây xà đen. Xà đen thì bà con nhớ chọn dùm Lâm là cây xà đen Hòa Bình nha. 25g khô. Rồi, tiếp theo là 25g cây cà gai leo ha. Cũng ở dạng khô luôn. Chúng ta sắc với 1 lít rưỡi nước. Khi nào nó cạn còn 1 lít nước thì bà con tắt bếp ha. Bà con sẽ dùng cái lượng nước này trong ngày. Dùng hết trong một ngày thôi bà con, không nhất thiết là phải chia ra bao nhiêu lần đâu. Bài thuốc này sẽ giúp cho bà con mình trị dứt điểm cái bệnh viêm gan B luôn, không cần phải tốn tiền nhiều đâu. Nhưng mà bà con phải dùng liên tục nha. Dùng liên tục khoảng trên 15 ngày. Ở ngoài tự nhiên khi bà con bắt gặp được cái hình ảnh của cây xuyên tâm liên thì lá nó rất là bóng ha, bóng hơn các loại cây khác rất là nhiều. Ví dụ ở đây là cây cỏ lào thì hình ảnh nó như thế này. Lá nó như thế này. Đó, bà con quan sát ha. Còn lá của cây xuyên tâm liên thì nó có một cái độ bóng nhất định. Cho nên bà con quan sát vào cái thân nữa thì bà con có thể phát hiện được. Nhưng mà rõ nhất là khi chúng ta nhận diện ở cái bông của nó. Cái bông của nó hay là cái hoa của nó thì nó có hình thức như thế này. Bà con nhớ chú ý nha, đừng có chọn nhầm nguyên liệu. Đó, hình thức nó phân bố hoa là như thế này. Rồi bây giờ thì Lâm mời bà con nhà quý các bác anh chị mình, chúng ta sẽ đến với một cái bài thuốc trị viêm phổi ha. Trị viêm phổi, viêm phế quản, rồi viêm son mãn tính, rồi người nào bị ho, ho lâu năm luôn. Thì cái nguyên liệu mà chúng ta dùng trong bài thuốc này nhé, bà con dùng cho Lâm là 15g khô cây xuyên tâm liên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng 10g củ bách bộ, rồi 10g kim ngân hoa. Đó. Nguyên liệu kế tiếp thì chúng ta sẽ dùng 10g củ mạch môn. Rồi, thì ở đây cái bài thuốc của chúng ta đều dùng nguyên liệu khô ha. Rồi, những hình ảnh mà nguyên liệu ngoài cây xuyên tâm liên này thì Lâm sẽ để trên màn hình để cho bà con mình tiện quan sát ha. Khi chúng ta đã có đầy đủ cái liều lượng của nguyên liệu trong cái bài thuốc này rồi, thì bà con sẽ tiến hành sắc với 1 lít nước ha, sắc 1 lít nước. Thì 1 lít nước này khi nó sôi kỹ
Khi nó sôi thì bà con để cho nó sôi thêm khoảng 5 đến 10 phút ha. Bà con nhỏ lửa lại cho nó sôi thêm khoảng 5-10 phút. Thì như thế gọi là sôi kỹ đó bà con. Rồi, cái bài thuốc của chúng ta khi nó đạt được độ sôi là 5 đến 10 phút rồi á, thì bà con tắt bếp. Chúng ta sẽ dùng cái phần nước này, chúng ta dùng liên tục một tuần ha, để điều trị các cái bệnh mà Lâm vừa nêu. Ví dụ như là chữa viêm phổi cho bà con nè, viêm phế quản nè, viêm xoang mãn tính và trị ho. Cái sinh tâm liên này có rất nhiều tác dụng tốt, chữa tất cả các cái bệnh về viêm nhiễm do virus hay là vi khuẩn nó gây ra trên tất cả các vùng cơ thể của chúng ta. Cho nên cái việc tìm kiếm cái sinh tâm liên này đối với Lâm cũng thật sự là vất vả. Nhưng mà cái việc mang đến cho bà con được những cái bài thuốc hoặc được những cái hình ảnh nó trực quan như thế này thì điều đó là xứng đáng. Lâm lúc nào cũng muốn mang đến cho bà con mình những cái bài thuốc thật là tốt ha, để giúp cho bà con mình trị bệnh có hiệu quả. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái bài thuốc mà cây sinh tâm liên này nó giúp chúng ta trị các bệnh viêm nhiễm ngoài da ha, kể cả viêm da cơ địa đều luôn. Rồi, những người nào mụn nhọt thì chúng ta cũng dùng cái bài thuốc mà Lâm sẽ chia sẻ trong các phần sau. Khi bà con mình bị các cái bệnh về viêm nhiễm về da, đúng không? Viêm da cơ địa hay là mụn nhọt thì chúng ta sẽ dùng những cái lá tươi như thế này. Bà con rửa sạch đi, giã nát, đắp trực tiếp lên những cái vùng đó ha, những cái vùng nào mà bị những cái vùng nào mà nó gây cho da của bà con ngứa, rát hay là kích ứng mụn nhọt gì đó, bà con cứ đắp trực tiếp những cái lá tươi này lên. Sau khi chúng ta đã giã nát thì đắp trực tiếp lên đó nha bà con. Bà con cố gắng một ngày làm cho Lâm khoảng 3-4 lần. Lâm tin chắc rằng cái việc mà bà con bị viêm da do mụn nhọt hay là viêm da cơ địa gì đó nó sẽ khỏi trong vòng khoảng chừng 2-3 ngày thôi. Bài thuốc này rất là hiệu quả. Bà con có thể cố gắng sử dụng để trị khỏi bệnh trong vòng 2-3 ngày. Nhưng mà nhất định bà con phải sử dụng một ngày khoảng 2-3 lần trở lên nha. Những cái lá sinh tâm liên này thì nó giúp cho bà con mình trị các bệnh về da rất là hay. Nói đến các cái bệnh về do virus, vi khuẩn gây ra, mà chúng ta không nói đến các cái bệnh về viêm họng hay viêm amidan thì thật là thiếu sót. Vậy thì cái sinh tâm liên này nó trị những cái bệnh ví dụ như là viêm amidan hay là viêm họng cũng rất là xuất sắc. Cụ thể thì bà con sẽ dùng sinh tâm liên nè, kim ngân hoa, mạch môn và huyền sâm, mỗi vị là 12 gram khô. Bà con sẽ sắc với 5 bát nước, nó còn lại là 3 bát. Bà con sẽ dùng liên tục trong vòng 7 đến 9 ngày thì nhất định những cái bệnh như viêm họng hay là viêm amidan nó sẽ khỏi. Bà con chú ý nha, cái bệnh viêm amidan tiến triển nặng thì cũng rất là nguy hiểm. Còn riêng cái bệnh viêm họng, bà con không điều trị dứt điểm thì nó tái đi tái lại, nó trở thành viêm họng mãn tính thì cái việc điều trị sau này rất là khó khăn. Nếu như bà con tìm được cái nguyên liệu là sinh tâm liên như thế này thì cái việc điều trị cái bệnh viêm họng hay là viêm amidan cho bà con á, thật sự rất là đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cây sinh tâm liên này để trị các cái bệnh viêm nhiễm về cái đường tiêu hóa cho bà con mình ha. Kể cả cái bệnh kiết lỵ thì chúng ta cũng dùng chung một công thức trong cái bài thuốc trị cái bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu. Bà con dùng cho Lâm là 20 gram khô ha, 20 gram khô cây sinh tâm liên này. Chúng ta sắc chung với 10 gram cái khổ sâm cho lá đó bà con ha. Khổ sâm cho lá thì Lâm cũng đã có dịp chia sẻ với bà con rồi đó. Bà con dùng cho Lâm là khổ sâm cho lá là 10 gram, sinh tâm liên này là 20 gram, tất cả ở dạng khô. Thì bà con sắc cho Lâm là 7 bát nước ha, tất cả là 7 bát nước. Khi nào nó còn được 3 bát nước thì chúng ta tiến hành chúng ta tắt bếp, chúng ta sử dụng 3 bát nước này chia ra 3 lần dùng trong ngày. Những cái bài thuốc từ cây sinh tâm liên này thì bà con có thể dùng trước, sau hoặc là trong bữa ăn cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mà con phải dùng liên tục ha, để bài thuốc nó phát huy được hiệu quả của nó. Thì chỗ Lâm tìm kiếm thì nguyên liệu sinh tâm liên này cũng không có nhiều, đúng không? Ở đây là cái thân cây của nó, bà con có thể quan sát đây, thân cây lớn của nó, đúng không? Thì nhà Lâm không có, nhưng mà Lâm sẽ tiến hành thu hoạch những cái cây như thế này về Lâm phơi khô. Sau đó thì Lâm sẽ tiến hành Lâm chia sẻ cái dạng thuốc này cho bà con mình sử dụng. Ở đây cũng có rất nhiều cây con. Đây, bà con có thể nhìn thấy nè, rất nhiều cây con ha. Thì Lâm sẽ cố gắng lấy một mớ cây con này về ha, lấy một mớ cây con này về Lâm trồng. Thì sau này nếu như mà bà con cần giống thì có thể liên hệ với Lâm. Lâm sẽ gửi tặng cái nguyên liệu sinh tâm liên này cho bà con dùng làm thuốc ha. Còn trước mắt thì Lâm sẽ dùng những cái cây như thế này. Đó, Lâm về Lâm sẽ phơi khô. Sau đó thì Lâm sẽ gửi cho bà con mình trị bệnh. Chủ yếu thì cây sinh tâm liên này trị bệnh cho chúng ta đó là ở dạng khô. Cho nên thì Lâm sẽ phơi khô. Rồi tiến hành nếu như bà con có nhu cầu thì cứ để lại dưới phần bình luận của video ha. Lâm sẽ gửi cho bà con miễn phí. Bà con chỉ gửi tiền ship thôi. Đó là cái tấm lòng của Lâm muốn gửi đến cho bà con, gửi đến quý vị và gửi đến các bạn của mình, những người là khán giả của kênh Phan Lâm Vlog.
Lâm luôn luôn muốn mang đến những điều tiện lợi nhất cho khán giả của mình, những người luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh của mình. Cho nên những cái nguyên liệu như thế này á, khi Lâm tìm kiếm được thì Lâm sẽ gửi miễn phí cho bà con. Bà con chỉ gửi tiền ship thôi ha. Còn cái nguyên liệu cây xin tâm liên nhỏ như thế này, có nghĩa là cây làm giống, thì nếu như bạn nào cần cũng có thể để lại ha, để lại địa chỉ cụ thể dưới phần bình luận của video. Thì Lâm sẽ gửi cho mỗi người khoảng 1-2 cây thôi ha. Tại vì nguyên liệu này thì cái tiền phí ship cũng hơi cao, cho nên bà con cũng cố gắng trả cái tiền phí ship ha. Chúng ta mua cây thuốc mà. Còn cái nguyên liệu khô thì nói chung nguyên liệu khô này thì gửi tiền chừng vài 10.000 thôi, thì bà con đã có được cái nguyên liệu sử dụng trong cả tuần rồi. Nó không có nhiều đâu ha, nhưng mà Lâm muốn bà con mình có được những cái giống cây như thế này. Đó, giống cây như thế này để chúng ta trồng trong gia đình, chúng ta trị bệnh cho người thân nè, bạn bè hoặc là hàng xóm của chúng ta. Chúng ta cho đi ha, cũng giống như Lâm vậy. Lâm cho đi tất cả những gì Lâm có, rồi từ từ Lâm sẽ nhận lại thôi. Điều đó thì Lâm nghĩ nó là như thế. Những gì mà Lâm chia sẻ trên kênh Phan Lam Vlog, đó là những cái tình cảm mà Lâm dành cho những bà con mình, những người nếu như có hoàn cảnh khó khăn, thì thật sự đó là những cái biện pháp trị bệnh rất là hiệu quả và rất là tốn tiền. Còn đối với những người mà có nền kinh tế khá khá thì đôi khi những bài thuốc này cũng là một cái cách gì đó để giúp cho người ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống này. Không ai không có khó khăn hết, người có tiền cũng khó khăn, người không có tiền cũng khó khăn, đúng không bà con? Cho nên cái việc mà chia sẻ bài thuốc và chia sẻ nguyên liệu đối với Lâm, Lâm cảm thấy giống như là một trách nhiệm. Ai cũng khó khăn hết, đúng không bà con? Người có tiền thì khó khăn theo kiểu có tiền, người không có tiền thì khó khăn theo kiểu không có tiền. Vậy thì cái việc của Lâm, Lâm sẽ chia sẻ những cái nguyên liệu như thế này. Lâm tìm miễn phí thì Lâm sẽ gửi miễn phí. Lâm không tính bất cứ một cái khoản phí nào, bà con chỉ việc gửi tiền phí ship, nhận nguyên liệu rồi sử dụng. Những nguyên liệu mà Lâm chia sẻ đến bà con, thực sự thì Lâm đã tìm tòi và tra cứu rất là kỹ rồi, cho nên bà con mình có thể yên tâm sử dụng ha. Vào ngày mai Lâm sẽ tiếp tục chia sẻ cho bà con mình một cái video về sâm bố chín. Thông qua đó thì Lâm sẽ gửi tặng cho bà con một số ít bà con thôi cái hạt của sâm bố chín để cho bà con mình trồng làm giống. Tại vì sâm bố chín là một loại sâm nó giúp cho cơ thể chúng ta bồi bổ rất là tốt. Loại sâm bố chín này được các nhà khoa học người ta chứng minh rằng nó chỉ thua sâm ngọc linh ha. Cái chất lượng của sâm bố chín nó ngang ngửa với sâm cao ly của Hàn Quốc. Cho nên bà con mình cố gắng ha. Vào ngày mai Lâm sẽ đăng cái video nói về tác dụng của sâm bố chín, và Lâm mời bà con vào đó xem. Nếu như người nào vào cái video đó xem và để lại bình luận sớm nhất, có nghĩa là để lại địa chỉ, số điện thoại cụ thể, thì Lâm sẽ gửi tặng một ít phần quà, đó là hạt của sâm bố chín để cho bà con mình trồng làm giống. Rồi, còn video này thì Lâm xin phép bà con, quý cô bác anh chị mình, Lâm sẽ kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc video thì Lâm xin kính chúc sức khỏe bà con, quý cô bác anh chị và các bạn mình luôn luôn hạnh phúc, thành công và khỏe mạnh. Rồi, Lâm mong rằng sẽ gặp quý cô bác anh chị mình cũng như các bạn và bà con mình trong các cái video tiếp theo, đặc biệt là video ngày mai. Ngày mai Lâm sẽ đăng cái video nói về tác dụng, những cái tác dụng tốt, rất tốt của sâm bố chín, giúp bồi bổ cơ thể nè, tăng cường sức khỏe nè. Bà con mình nhớ vào sớm để xem. Nếu như bà con nào có nhu cầu thì có thể để lại ở dưới phần bình luận địa chỉ và số điện thoại để Lâm gửi cái nguyên liệu là hạt của sâm bố chín ha. Rồi, bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại.